Bonjour à tous. Tiếp tục, chào mừng các bạn quay trở lại với video hướng dẫn học khẩu ngữ tiếng Pháp sơ cấp. Mình sẽ không giới thiệu nhiều nữa, chúng ta vào bài luôn nhé. Bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về sự khai giảng về tự giới thiệu bản thân. Chúng ta tìm hiểu cách chào hỏi của người Pháp, các cái gesture. Tiếng Anh gọi là gesture, còn tiếng Pháp thì gọi là la geste. Thì là gì? Là những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết cách faire và connaissance của người Pháp. Sơ ký tê tìm hiểu một số cái từ vựng liên quan đến chủ đề về famille, couple và một số những cái từ vựng liên quan đến các cái chủ đề về meuble dans une chambre, tức là gì, thì từ vựng về các cái đồ vật ở trong phòng. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về exprimer ses goûts, diễn đạt về sở thích. Vậy như tiếng Anh thôi, I like, I enjoy, I'm really into, I want to, something like that. Vậy thì hôm nay tiếng Pháp mình sẽ dẫn các bạn phần thứ nhất, đó là phần imiter, bắt chước. Nào, adjectif fonctionnel là parler de ses goûts et donner son avis. Chúng ta không quan tâm cái đó làm gì, chúng ta cùng quan sát tranh. Như thường lệ, các bạn có 4 bức tranh, đúng không nào? Vậy chúng ta cùng quan sát bức tranh. Bức tranh sẽ chỉ cho chúng ta cái tình huống là gì? À, một người bạn dẫn bạn vào phòng, sau đó khoe, đúng không? Nhìn mặt rất là tươi cười, hớn hở, đúng không? Đúng không? Các bạn còn nhớ không? Lavage cái ghi, phô mai còn bỏ cười. Nếu các bạn không tin, hãy ra ngoài, có thể là siêu thị Thánh Phượng của Thánh Nguyễn chẳng hạn, hoặc là các tỉnh thành khác, các bạn hãy vào các cái siêu thị. Các bạn sẽ thấy được là lavage cái ghi, phô mai còn bỏ cười. Con bò mà cười. Đó, vậy là gọi là phô mai còn bỏ cười thôi. Bạn này bạn cười rất là hớn hở, đúng không? Ghi. Và gì? Ở bên, ở cái bức tranh đó thì một bạn thì bạn ấy nhăn nhó, vậy chắc là bạn kia, bạn ấy có thể là chúng ta đoán tình huống là hai bạn ở chung phòng, bạn này chọn đồ như này, bạn kia không chọn, đúng không? Vậy đó là gì? Sự đối lập giữa các avi, các cái quan điểm của các bạn. Bức tranh số 2, số 3, số 4 tương tự đưa ra rất nhiều những tình huống, ví dụ như là trượt tuyết, bạn kia thì bảo là không sẽ ngã, đúng không? Tớ rất là thích trượt tuyết nhưng không, tớ nghĩ rằng là trượt tuyết sẽ ngã đó, hoặc là gì, sẽ gặp nhiều nguy hiểm, đúng không? Bạn, hai bạn thì đang thảo luận với nhau về cái gì đó. À, có khả năng cái ô tô đằng sau kia kìa. Vậy chắc là khen cái ô tô đấy. Vậy à, cái gu sở thích của tớ là gì? Thích mua sắm đồ mới chẳng hạn, đúng không? Đó là par exemple, tùy các bạn. Các bạn có thể tưởng tượng rất nhiều, tưởng tượng cực nhiều vào. Bởi vì phần thứ nhất tớ chỉ cho các bạn đó là đoán tranh, nhìn tranh, đoán tình huống, để các bạn có được cái motivation. Tiếng Anh nó gọi là motivation. Get the motivation of the student in learning this lesson, right? Các bạn ở phương pháp dạy chắc chắn phải biết rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem ba câu hỏi mà người ta đưa ra cho chúng ta, đó là gì. Dans chaque dialogue, de quoi parle-t-il? Sont-ils d'accord? Comment disent-ils qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas quelque chose? À, diễn đạt về like or dislike, like or hate, thích và không thích, em ou em pas. Vậy chúng ta sẽ cùng nghe. Thực ra chúng ta nghe là nghe tớ đọc thôi, bởi vì phần này là diễn đạt nói, tớ sẽ hướng dẫn là chủ yếu. Còn đến phần nghe, tớ sẽ hướng dẫn các bạn nghe một cách chi tiết, cụ thể, từng chút một. Vậy chúng ta đã đi vào bài Exprimer ses goûts. Như thường lệ, bài số 3, Jouer la scène. Các bạn sẽ nghe mình đọc hai lần, mình sẽ dịch, và sau đó các bạn sẽ répéter après moi. Répétez s'il vous plaît. Jouez le dialogue avec partenaire. Voilà ta chambre. Elle te plaît? Bœuf, elle n'est pas terrible. Ah bon? Moi, je l'aime beaucoup. J'adore ta nouvelle voiture. Pas mané? Oui, elle est géniale. Vous aimez les sports d'hiver? Ah non, je déteste ça. Ah bon? Moi, ça me plaît beaucoup. J'aime bien sa chanteur. J'aime bien ce chanteur. Ah non, il est nul. Nul? Mais non, il est super. Bốn đoạn hội thoại này chính là bốn đoạn hội thoại từ 14 bức tranh trên đó. À, vậy chúng ta cùng nghe lại lần 2 nhá. Voilà ta chambre. Elle te plaît? Bœuf. Elle n'est pas terrible. Ah bon? Alors, ah bon? Moi, je l'aime beaucoup. J'adore ta nouvelle voiture. Pas mal, hein? Oui, elle est géniale. Vous aimez les sports d'hiver?
Anong giữ đi tết à bố Moi, ça me plaît beaucoup. J'aime bien ce chanteur. Anong, il est nul. Nul? Mais non, il est super. Tu as cousin nha. À, đây là phòng của mình. À, đây là phòng của cậu ấy. Cậu hài lòng với nó chứ? Enterprise, nó làm cậu hài lòng chứ? Hả? Cũng không tồi lắm, tức là gì không thích nhưng mà vẫn không thể hiện quan điểm là detest mà chỉ gọi là cũng không tồi lắm. Còn tớ thì tớ thích nó lắm, tớ rất là thích cái ô tô mới của cậu đấy. Nó được chứ, chúng ta dịch thoáng thôi, được chứ. Ồ, thật tuyệt, nó thật tuyệt, đúng không? Cậu cũng thích những môn thể thao mùa đông không? Không, tớ ghét lắm, ghét đấy. Tớ thì tớ lại thích lắm. À bố, chỉ là từ thêm vào thôi để thể hiện một cái quan điểm là mình sẽ trái ngược với bạn kia, đúng không? Ồ, tôi rất là thích ca sĩ này. Ồ không, anh ấy thật là kinh khủng, tức là gì, anh hát thật là kinh khủng, anh ấy hát thật là tồi tệ, đúng không? Tệ ư? Nhưng không, anh ấy thật là tuyệt vời. Có thể là bạn thích nhạc rock như bạn là không, nhìn mà rock thì tự nhiên một người sẽ là kinh khủng, một người sẽ nói ca sĩ đi hát thật là tồi tệ, một người sẽ là super des étoiles. Đó. Bây giờ các bạn hãy dừng băng và thực hiện lại các đoạn đối thoại vừa rồi nhé. Nào, chúng ta chuyển sang phần util. Phần util của chúng ta ngày hôm nay, ta sẽ học cách dir nói. Dir công nem mà u công nem mà ba ken ca u ken ca sổ. Hãy nói về cái gì mà người ta thích. Người ta thích và người ta không thích ai đó hoặc cái gì đó. Ken ca là somebody, ken ca sổ là something. Ví dụ, je déteste. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas beaucoup. Đó là không thích. Tôi ghét nó. Tôi chẳng thích nó chút nào cả. Tôi không thích nó. Tôi không thích nó nhiều đâu. Tôi nhắc lại. Je déteste. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas beaucoup. Thứ hai. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'adore. Tôi thích nó lắm. Tôi thích nhiều lắm. Tôi rất rất thích rồi đấy. Ông repeat. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'adore. Thế còn apprendre le français thì sao? Để học tiếng Pháp thì sao? Apprendre le français, học tiếng Pháp. Chúng ta sẽ cùng xem các quan điểm để trình bày là gì. C'est extraordinaire. C'est génial. C'est super. C'est bien. C'est pas mal. C'est pas possible. C'est pas terrible. C'est nul. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça ne me plaît. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Nào nghe lại sau đó nghĩa gì. Apprendre le français. Oh, c'est extraordinaire. C'est génial. C'est super. C'est bien. C'est pas mal. C'est pas terrible. C'est nul. Ça me plaît. Ça ne me plaît pas. Học tiếng Pháp ư? Thật là tuyệt vời. Thật là tuyệt vời. Hai từ đầu tiên, thật cả ba từ đều dịch là thật là tuyệt vời, thật là hay, thật là thú vị. Nó dịch cái là gì đúng không? C'est bien, oh hay đấy. C'est pas mal, cũng không tệ lắm. C'est pas terrible, cũng không tồi đâu. C'est nul, oh thật là kinh khủng, thật là khủng khiếp học tiếng Pháp. Ça me plaît, oh tiếng Pháp làm tôi hài lòng vậy gì? Tôi hài lòng với việc tiếng Pháp, tôi thích ấy đúng không? Ça me plaît pas là tôi chẳng thích chút nào cả. Le professeur de français nói về một giáo viên dạy tiếng Pháp. Il est extraordinaire. Anh ấy thật là tuyệt vời. Il est génial. Anh ấy thật là gì? Nhiệt tình, đúng không? Hoặc là tận tụy với công việc, ta có thể sử dụng từ đó để dịch, đúng không? Il est super, đúng không? Còn poser la question, đặt câu hỏi thì sao? Cái này các bạn sẽ phải quan sát kỹ ở phần đặt câu hỏi, đó là phần gì? Mot d'interrogation du français. Câu hỏi trong tiếng Pháp ở cuồng ngữ Pháp. Còn đây mình chỉ nhắc lại để đặt câu hỏi. Các bạn có ba cách để đặt câu hỏi, nhưng ở trong đây người ta thường đưa cho các bạn hai cách. Cái thứ nhất là gì? Câu khẳng định lên giọng cuối câu. Cách thứ hai các bạn thêm ask. Còn ở đây người ta chưa dạy cách đảo. Ví dụ, tu aimes le cinéma? Bạn thích xem phim chứ? Est-ce que vous aimez le cinéma? Danser, ça te plaît? Nhảy có làm bạn hài lòng chứ? Ma voiture, elle vous plaît? Ô tô của tôi làm bạn hài lòng chứ, đúng không?
Vậy thì bạn có thích chứ, đúng không? Vậy từ danse bavature là động từ và đến danh từ. Vậy động từ danh từ có dấu phẩy và cộng với từ ple 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 chấm 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 ple là gì? Câu hỏi, đúng không? Qu'est-ce que tu aimes? Bạn thích gì? Qu'est-ce que vous préférez? Bạn thích gì hơn? Moi si monopoly. À, cái này tiếng Anh gọi là neither do I, vân vân, đúng không? Đó là đồng tình khẳng định của đồng tình khẳng định. Ví dụ chúng ta nói moi j'aime le sport. Hai vợ chồng nói chuyện nhau đi. Anh ạ, em rất là yêu thích thể thao. Người chồng nói moi aussi, anh cũng vậy. Nhưng nếu anh không thích, moi non. Vậy đồng tình khẳng định là moi aussi, còn không thích cái việc người ta nói như người ta lúc người ta đưa ra quan điểm là đưa ra câu khẳng định. Thì các bạn có hai cái trả lời. Cái thứ nhất đồng tình sẽ là moi aussi, phủ định sẽ là moi non. Moi non. Còn moi je n'aime pas le café, tôi chẳng thích cà phê chút nào cả. Nếu như chúng ta không thích thì chúng ta nói rằng là moi non plus, tôi cũng không thích, tức là đồng tình với câu phủ định. Còn nếu không đồng tình nào, moi si, tôi á thích, moi si. Đó, chúng ta cùng nghe lại một lần nữa phần moi aussi và moi non plus. Moi j'aime le sport, moi si, moi non. Moi je n'aime pas le café, moi non plus, moi si. Donc, moi si. Et maintenant on passe une nouvelle activité. Une nouvelle activité, c'est la activité 5, échanger des informations. Chúng ta sẽ thay đổi thông tin, chúng ta sẽ trao đổi thông tin. Ở đây chúng ta có một số những từ mới mà các bạn cần phải học. Các bạn quan sát những cái bảng, cái tableau này. Ở đây bài yêu cầu là qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas? Compléter une fiche, poser des questions à votre partenaire et compléter sa fiche à l'aide de ses réponses. Chúng ta có hai bảng, đúng không? Deux tableaux. Mỗi một bảng ấy thì chúng ta sẽ là một đối tượng, đúng không? Vậy thì bảng đầu tiên, chúng ta quan sát bảng đầu tiên, mình dẫn bảng đầu tiên, bảng sau thứ tự ba giống nhau hết cả mà. Thì chúng ta có cột đầu tiên là tên các hoạt động. Các bạn thích, các bạn không thích. Vậy ta có thể đặt câu hỏi là est-ce que vous aimez les mini-jupes? Les mini-jupes? Aimez-vous à mini-jupes? Elle me plaît? Elle te plaît? À, chúng ta có thể dùng câu trúc câu này này. À, poser la question, tu aimes, qu'est-ce que tu aimes? Đấy. Các bạn có thể pose lại để chép câu trúc câu. À. Hoặc mình sẽ cuối video đầu tiên mình sẽ insert cái đường link để các bạn tải sách này. Ở đây dấu trừ là các bạn không thích, dấu cộng là các bạn thích và dấu cộng cộng tức là các bạn rất là thích. Đó, các bạn hãy điền vào đây bằng cách hỏi bạn của mình và lấy lại cái câu trả lời và cái các bạn điều tra giống như các bạn faire une enquête để các bạn compléter les fiches. Le métro mini jeep cho các bạn biết rồi. Le métro là gì? À, tàu ấy, dường như là tàu tốc hành ấy. Lire là gì? Là đọc. Les chiens, cún con. Les gratte-ciel, mình cũng quên mất từ này rồi, các bạn cho phép mình tra nhé. Đây, các tòa nhà chọc trời, tiếng Anh gọi là skyscraper. La télévision, truyền hình TV. Le football, bóng đá. Le fromage, format. Format của Pháp rất là khó ăn, đúng không? Nhưng format có bảo cười chưa bằng format của Pháp đâu các bạn ạ. Danser là gì? Nhảy. Et la mer, biển, đúng không? Vậy các bạn hãy hỏi bạn của mình bằng các câu mà mình vừa hướng dẫn ở trên nha. Xong hoạt động số 5 thì bây giờ đến chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần anti-khety. Tiếp tục các bạn sẽ có các cái tình huống. Exprimez-vous. Các bạn có 4 bức tranh. Các bạn hãy chọn một vai nào đó trong bức tranh. Mỗi bức tranh có 2 vai. Và hãy nói mình thích cái gì, tại sao. Ví dụ mình sẽ nói về bức tranh chẳng hạn như là bức tranh thứ nhất chẳng hạn.
thì là gì, một người thích à là piscine, các bạn thấy từ piscine chưa đó. Còn một người thích gì, majestic đó. Vậy chúng ta sẽ đưa ra quan điểm là tôi thích cái này tại sao, tại sao đó. Để dễ hơn thì các bạn sẽ bỏ bức tranh thứ nhất đi, bởi bức tranh thứ nhất này hơi khó đối với các bạn thì các bạn cắt đi, các bạn này nói từ bức tranh thứ hai trở đi. Ví dụ Louis và Jacques nói chuyện với nhau chẳng hạn, bức tranh số 2 đó, thì một bạn thích gì, à la mer, một bạn thích gì, à la montagne. Louis, ce week-end, c'est le temps libre pour tous les étudiants de ma classe et de notre classe. Je pense que c'est une bonne idée pour aller à la mer. Vous aimez la. Voilà, tu aimes la mer? Attendez-moi. Oui, chúng ta lại quay trở lại. Vừa nãy là mon frère qui me demande de pour ouvrir la porte. Chúng ta tiếp tục quay trở lại. Ví dụ như mình đang nói đến là bạn có thích đi biển không? Thì bạn Julie có thể trả lời aller à la mer. Mais je n'aime pas du tout parce que la mer, parce que faire de la natation à la mer est très difficile et j'ai peur, j'ai la peur, voilà, je l'ai peur, hoặc là gì, j'ai peur de la natation à la mer. Thế thì bạn đấy, bạn đưa ra là moi, j'adore aller à la montagne pour faire des randonnées avec mes amis. C'est génial ou c'est extraordinaire. Ví dụ như những cái đoạn thoại ngắn như vậy chẳng hạn đó, và cuối cùng hai bạn chốt lại là đi đâu. Hoặc các bạn không cần chốt lại, các bạn chỉ cần nói quan điểm các bạn là thích cái này, thích cái kia, vì sao, tại sao. Đó, đơn giản như vậy thôi. Ví dụ như là đi núi thì có thể đi với bạn bè, đi ngắm mặt trời đúng không, rồi đi lên đỉnh núi hưởng cái gì, cái không khí trong lành, cái fresh air đúng không, cái atmosphere đúng không. Thế còn đối với bạn đoạn thứ ba thì là một bạn thích gì, ăn ở nhà hàng, một bạn thích đi đi picnic đúng không. Thứ tư là gì, một bạn thích gì về quê sống, một bạn thích gì sống ở gì. À, cái mũi tên này các bạn nhìn thấy chưa, đó, ở trên biển, l'appartement en ville đúng không, là một cái gì, cái căn hộ, căn hộ đúng không. Vậy các bạn ấy thực hành thật tốt nhé. Và như thường lệ, các bạn hãy gửi bài tập lại cho mình sẽ chữa và có những cái solution hoặc là có những cái suggestion cho các bạn, để các bạn tăng cường améliorer mon français, améliorer votre français. Bài tiếp theo, chúng trước khi tìm hiểu vào bài số 12 Justicier vos choix, chúng ta sẽ tìm hiểu phần outil là les activités de loisirs. Các bạn sẽ có rất là nhiều những cụm từ để học. Và bắt đầu từ bài này, các bạn hãy học một cách chăm chỉ hơn một chút. Bởi vì sao? Mới đầu vào tiếng Pháp, các bạn sẽ thấy khó. Nhưng hãy xem đi xem lại những video này nếu như các bạn là một người lười học. Các bạn thích xem phim, hãy học qua video. Các bạn thích nghe nhạc, hãy học qua video. Đúng không? Các bạn có thể là những người rất là lười, sinh viên thường thì được, nghĩa là nào sinh viên năm thứ nhất. Đối với tiếng Pháp của khoa người đầu tiên thì thường các bạn sẽ được học từ năm thứ hai. Vậy thì các bạn đã bắt đầu làm quen với cái việc đó là các bạn trở thành sinh viên. Các bạn hãy xem rất là nhiều video này và các bạn hãy cố gắng để các bạn học được tiếng Pháp, để tiếng Pháp trở thành một thứ tiếng gọi là facile chứ không còn là difficile như các bạn tăng C hàng ngày nữa. Les activités de loisirs, một số các cái cụm từ chỉ về các cái hoạt động về giải trí. Aller au cinéma, go to the movie theater. Còn tên Mỹ thường là go to the movie. Đó là gì? Đi xem phim. Aller au théâtre, đi xem kịch, đi 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 nhà hát ấy, đi nhà hát kịch ấy. Và các bạn chú ý ở đây nó có từ a rồi a la o, các bạn chưa quan tâm ra cái gì cả, bởi vì cái đấy nó là liên quan đến phần ngữ pháp. Nhưng các bạn nói tốt, các bạn sử dụng tốt, đến lúc các bạn học ngữ pháp các bạn sẽ hiểu tại sao người ta dùng au théâtre, au cinéma mà là a la discothèque chứ không phải là au discothèque. Đó, các bạn cứ học gọi là imiter, tiếng Anh gọi là imitate or do the imitation, bắt chước. Hãy bắt chước để các bạn làm quen được faire connaissance avec cette langue français, là tiếng Pháp mà. Aller au théâtre là đi xem kịch này. Aller au concert là đi nghe nhạc này.
Aller à l'opéra là đi đến nhà hát opéra. Aller à la discothèque là đi đến sàn nhảy hộp đêm, đúng không? Hoặc là aller en boîte cũng vậy, hộp đêm cái hộp ấy, boîte. Faire du sport là chơi thể thao. Faire de la natation là đi bơi. Faire de la gymnastique là đi tập thể dục dụng cụ, đúng không? Hoặc là tập gym đấy tùy các bạn. Faire de la danse là đi nhảy, nhảy hai người nhảy với nhau hoặc cả nhóm đấy, nhảy gọi là lúc đấy các bạn có thể gọi là cái từ ngữ của giới trẻ là quẩy, đúng không? Faire du vélo là đi xe đạp. Faire du cheval là đua ngựa, đúng không? Ngồi lên trên con ngựa rồi đi, con rể ra chạy ngựa Thái Nguyên chẳng hạn, đúng không? Faire du jardinage là làm vườn. Faire du bricolage là làm việc nhà. Việc nhà đây là những việc nặng nhọc liên quan đến đóng đinh rồi búa, dao, kéo, kìm rồi những cái vật nặng đó. Faire de la musique là gì? Nghe nhạc. Faire du théâtre là đóng kịch. Excuse-moi, faire de la musique là chơi nhạc. Chơi nhạc. Faire du théâtre là đóng kịch. Comme jouer le rôle. Jouer le rôle. Hoặc là faire des jeux. Chơi chơi chơi. Faire une randonnée là đi bộ thể dục, tức là đi leo núi có đoàn đấy. Faire la cuisine là nấu ăn. Faire une connexion de temps là gì? Có một bộ sưu tập tem, tức là mình làm cái việc của mình, cái việc yêu thích của mình đó là đi sưu tập tem, đúng không? Jouer aux cartes là chơi bài. Jouer au foot là đá bóng. Jouer au tennis là chơi tennis, bien sûr. Jouer au bowling là chơi bowling. Jouer à la pétanque. Pétanque là một cái trò chơi gọi là tiếng Việt gọi là ném còn. Ném còn chỉ có bên dân tộc. Nhưng tiếng Pháp đó là trò chơi ném hòn. Thực ra nó cũng gần gần giống như trò chơi ném còn. Mà nó giống như nhiều hơn đó là cái môn bóng ném mà các bạn được học ở cấp trung cơ sở. Đó là cầm bóng này. Đó, sau đó ném và bóng rơi ở trên không trung. Đó. Đấy là pétanque. La cause et la conséquence là gì? The cause and the effects, đúng không? Nguyên nhân và hậu quả. Để nói về nguyên nhân hậu quả, chúng ta dùng pour và pourquoi là dùng để nói tại sao. Parce là bởi vì, because đó. Pourquoi tu fais du cheval? Parce que j'aime les animaux. Tại sao bạn chơi đua ngựa? Bởi vì tôi thích động vật thế thôi. J'aime les animaux donc, alors je fais du cheval. Tớ rất là thích động vật, bởi vậy tớ sẽ chơi đua ngựa. Hoặc có donc hoặc alors và đằng sau có dấu phẩy. Cái này các bạn sẽ ký hơn trong cuốn ngữ pháp 2 nha. Justifiez vos choix. Trước khi đi vào phần justifiez vos choix, mình sẽ đọc lại một lượt bảng uy tín này. Và các bạn chú ý. Écoutez bien ou écoutez attentivement pour répéter bien les mots ou les phrases. Les activités de loisirs. Aller au cinéma, aller au théâtre, aller au concert, aller à l'opéra, aller à la discothèque, aller en boîte, faire du sport, faire de la natation, faire du jogging, du mot des yoga, tiếng Anh, faire de la gymnastique, faire de la danse, faire du vélo, faire du cheval, faire du jardinage, faire du bricolage, faire de la musique. Fait du théâtre, fait une randonnée, fait la cuisine, fait une collection de timbres, jouer aux cartes, jouer au foot, ou jouer au football, jouer au foot, như vậy rồi, jouer au tennis, jouer au bowling, jouer à la pétanque, pétanque. La cause et la conséquence. Pourquoi tu fais du cheval? Parce que j'aime les animaux. J'aime les animaux, alors ou donc je fais du cheval. Bài số 12 của chúng ta yêu cầu các bạn là justifier vos choix, giải thích sự lựa chọn của bạn. Các bạn có hai bức tranh. Các bạn có hai bức tranh. Bức tranh thứ nhất, đó, một căn phòng rất là bừa bộn, đúng không ạ? Đó, tabac, stop. Cấm hút thuốc ở đây, tabac, thuốc là mọi thứ vẫn lung tung, television này, thậm chí con mèo ngủ trên giường này, xác cadeau này, để chaussure này, cái gì đấy có khả năng đây là máy ảnh đúng không, camera đúng không, bàn này, tất này, chaussette này, giá sách, nên mọi thứ vẫn lung tung. Thứ hai là một căn phòng rất là gọn gàng sạch sẽ đó,
mọi thứ được gọn gàng sạch sẽ. Nhiệm vụ của các bạn là regardez les studios d'Alice et Sébastien. Qu'est-ce qu'ils aiment pas? Expliquez vos choix. Discutez. À votre avis, dans quel studio habite le jeune homme? Dans quel studio habite la jeune fille? Bài tập của các bạn là hãy quan sát hai phòng của Alice và Sébastien. Các bạn hãy trả lời xem họ thích cái gì, những cái gì mà họ thích trong phòng của họ. Và các bạn phải trả lời tại sao. Đó là expliquer vos choix, đúng không? Họ không thích cái gì. Ví dụ như là ils aiment le sport parce que je regarde il y a beaucoup de meubles du sport, đúng không? Hoặc là meubles sportifs. Đó là gì? Họ rất là thích thể thao bởi vì tôi thấy nhiều đồ thể thao ở đây chẳng hạn. Đó, ví dụ như vậy. Đó, các bạn hãy giải thích. Và sau đó gì? Discute, thảo luận với bạn của mình để à votre avis, theo quan điểm của bạn, phòng nào là dành cho người, như là thường là phòng của con trai đó, le jeune homme, phòng nào là thường là của con gái. Chắc các bạn sẽ đồng ý với mình đúng không? Nhưng mình thì phải nghĩ nếu là mình sẽ chọn phòng số 2 bởi vì mình rất là thích sự gọn gàng. Et maintenant, c'est le temps pour pratiquer bien pour communiquer en français. Bon courage. Các bạn hãy stop lại để gì? Thực hành bài này. Sau đó, các bạn có thể gửi cho mình cái transcription, đúng không? Cái transcription của tiếng Pháp. Và bây giờ, chúng ta chuyển sang tiếp đó hoạt động số 13. Trước khi chuyển sang hoạt động số 13 thì các bạn nhớ thực hành hoạt động số 12 nhé. Chủ đề của chúng ta vẫn là Exprimez-vous. Phần thứ 3 đó là phần Exprimez. Các bạn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 with image. Có 8 bức ảnh, đúng không? Các bạn thích những hoạt động nào trong những hoạt động gì đây? Thứ nhất là gì? Nào chúng ta cùng luyện tập. Đi xem phim là gì? Aller au cinéma ou aller au théâtre, đúng không? Hoặc aller au concert. Thứ hai là aller à la bibliothèque hoặc là aller en boîte, đúng không? Đi gì? Đi nhảy. Thứ ba là gì? Lire, đọc sách. Excuse-moi, lire, đọc sách, đúng không? Đó. J'aime beaucoup de livres pour lire, đọc sách, đúng không? Và mình rất là thích đọc sách. Thứ tư là faire du cheval, đưa ngựa vào là faire l'équitation, từ l'équitation như sau. Đây là equitation cũng có nghĩa là đuôi ngựa, faire de l'équitation. Cái ngựa faire la cuisine, nấu bếp, đúng không? Chắc là một bạn nữ nào mà yêu những người mà như này người ta gọi là chuẩn soái ca, đúng không? Faire du jardinage, đúng không? Thấy đang trồng cây này. Còn đây là faire gì? Jouer au cartes, các bạn nhìn thấy bài chưa? Đây là bài này. Và đây là faire une randonnée, đi bộ ở trên đường núi, còn gọi là gì? Tiếng Anh gọi là gì nhỉ? Mountain hiking, hike the mountain. Các bạn sẽ lựa chọn những hoạt động các bạn thích và các bạn đưa ra 3 lý do tại sao các bạn thích hoạt động đó. 3 lý do nha. Vậy trước khi vào cái phần này thì các bạn sẽ học cách đưa ra vấn đề. Ví dụ, phần ưu tiên của các bạn thứ nhất là demander l'avis de quelqu'un. Quan điểm về ai đó. Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle voiture? Bạn nghĩ gì về cái ô tô mới của tôi? Penser de. Regarde ma nouvelle voiture. Qu'est-ce que tu en penses? Nhìn cái ô tô của tớ đi cậu. Cậu nghĩ gì về nó đấy? Comment tu trouves ma nouvelle voiture? Cậu thấy được gì từ ô tô của tớ? Tức là tất cả ý kiến hỏi là cậu có thích nó không và tại sao. Nhưng người ta chỉ hỏi một câu thôi, đúng không? Và khi chúng ta trả lời thì nó sẽ trả lời như sau. À mon avis, theo quan điểm của tớ. Je pense que. Tớ nghĩ là. Je crois que. Tớ chắc là. Je trouve que. Tớ thấy là. Giống như tiếng Anh. In my opinion, I think that, I'm sure that, and I find that. Tớ sẽ đọc lại một lượt bảng ưu tiên để các bạn theo dõi. Ưu tiên. Demander l'avis de quelqu'un. Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle voiture? Regarde ma nouvelle voiture. Regarde ma nouvelle voiture. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu trouves ma nouvelle voiture?
donner son avis. À mon avis, elle est parfaite. Je pense qu'elle est très belle. Je crois que c'est une bonne voiture. Je trouve qu'elle marche bien. Là gì? Thứ nhất là theo quan điểm của tôi thì nó rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng nó rất đẹp. Tôi chắc chắn rằng đó là một cái ô tô tốt. Và tôi thấy rằng nó chạy được ấy. Đó. Vậy các bạn hãy dùng những câu đó để các bạn nói. Ví dụ j'aime bien faire la cuisine parce que la première raison c'est j'aime faire beaucoup de choses quand je suis libre. Tôi rất thích làm nhiều việc khi mà tôi rảnh rỗi. Particulier le jardinage, le bricolage, la cuisine, faire les courses, bla bla. Đó. Thứ hai là gì? Có thể nói cái lý do thứ hai là tớ thích gì? J'aime bien les alimentations hoặc là j'aime bien les spécialités régionales et mondiales. Tức là tớ thích gì? Tớ thích những cái đặc sản của các vùng của trên thế giới này. Thứ ba là gì? Có thể nói là hoạt động gì? C'est une activité intéressante. Đó là một hoạt động rất là thú vị. Đó. Chúng ta chỉ dùng những câu đơn giản thôi nha. Các bạn hãy thực hành bài này. Bài số 15 và bài số 16. Bài số 16 tương tự như bài lần trước, chúng ta có phần discuter, đó là phần thảo luận. Chúng ta sẽ gì? Thảo luận với bạn của bạn. Đó là gì? Chúng ta thảo luận các câu hỏi sau đây, 6 câu hỏi. Lần trước chúng ta tìm hiểu về gia đình, vậy lần này ta tìm hiểu về gì? Tất nhiên là loisir. Các bạn hãy chú ý các câu này, chúng ta có thể sâu chuỗi thành một bài nói hoặc một bài viết đầy đủ của B1 đấy. A2 thì chúng ta gọi là viết, nhưng còn B1 thì là nói. Que faites-vous pendant vos loisirs? Trong thời gian rỗi thì bạn làm gì? Dans votre pays, est-ce que les gens ont beaucoup de temps libre quand? Ở đất nước bạn thì người ta ông beaucoup de temps libre có nhiều thời gian rỗi không và khi nào? À votre avis, que font-ils pendant ce temps libre? Theo bạn thì trong cái thời gian rỗi đó họ sẽ làm gì? Est-ce que vous pensez que vous avez assez de temps libre? Theo bạn thì bạn đã có đủ thời gian rảnh rỗi chưa? Đó. Dans votre pays, qu'est-ce que les enfants font quand ils ne vont pas à l'école? Ở đất nước của bạn thì bọn trẻ con nó làm gì khi nó không phải đi học, tức là ngày nghỉ ấy? Est-ce que vous pensez que les enfants doivent avoir beaucoup d'activités de loisirs pourquoi? Theo bạn thì bạn có nghĩ rằng là trẻ con nên hoặc là phải tham gia nhiều các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi không, tức là làm nhiều hoạt động thay vì ngồi một chỗ, tại sao? Tất cả những cái này sẽ giúp cho bạn trong một cái bài luận, có thể là bài essay argumentative đơn giản, đó là gì? Que pensez-vous les loisirs et le temps libre au Vietnam pour les gens qui habitent au Vietnam? À là gì? Bạn nghĩ thế nào về thời gian rảnh rỗi? Hoặc là gì? Những cái sở thích của người Việt Nam. Thì chúng ta sử dụng một loạt câu hỏi này để viết bài và chúng ta có những cái gì, cái text, có những cái paragraph, có những cái đoạn văn ngắn để chúng ta ghép vào thành một cái bài essay argumentative. Chúng ta sẽ kỹ hơn ở nivel B1, nhưng hiện tại chúng ta chỉ là A1 để cho tôi trọng cơ bản. Các bạn hãy trả lời những câu này, nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều, và đặc biệt là viết luận. Hãy nhớ nhé, kể cả tiếng Anh sẽ giúp ích được qua việc học tiếng Pháp, vì bạn sẽ có ý tưởng bằng tiếng Việt và bạn sẽ traduce, dịch nó sang tiếng Anh, nhưng dịch ý chứ đừng dịch mô ta mô từ 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 đã có. Bài số 7 là bài Réagissez. Bài này chúng ta có 3 bức tranh, 3 bức tranh dành cho thời gian rảnh rỗi. Theo bạn thì 3 bức tranh này có phù hợp cho những người này thời gian rảnh rỗi không? Chắc chắn là không rồi, đúng không? Các cụ già không nên chơi bóng đá, không nên gì đua ngựa, trẻ con không nên dùng thời gian rỗi để gì làm việc nhà, đó là phép bricolage. Bricolage là gì? Dao kéo rồi cưa rồi kìm vân vân các kiểu những vật nặng, có cái đấy chỉ dành cho votre père ou votre grand frère, bố bạn hoặc anh trai bạn, đúng không? Phần này thì mình không khuyến khích các bạn sử dụng nhiều, nhưng các bạn có thể nói bằng tiếng Việt và các bạn có thể gửi mail cho mình. Thì những video về phần tiếng Pháp mà dạy về khẩu ngữ thì mình sẽ chữa cho các bạn nếu như bạn cần
Còn không thì thôi, chúng ta có thể omit. Bài số 15 thực ra là người ta yêu cầu chúng ta là đặt câu hỏi cho cái bài test này. Nhưng vì trình độ tiếng Pháp của các bạn mới ở niveau débutant nên mình sẽ đọc bài này và mình đọc 3 lần. Mỗi một bài test mình đọc 3 lần. Thứ nhất là mình đọc chậm. Thứ hai mình cũng đọc hơi chậm một chút, nhưng thứ ba mình sẽ đọc hơi nhanh một chút, đó gọi là naturalement. Nó đọc một cách nó natural, nó giống như tiếng Anh fluency out natural. Les Français et leurs loisirs. Aujourd'hui, les Français ont beaucoup de temps libre. Comment l'utilisent-ils? Ils sortent, ils vont chez des amis, au restaurant, au cinéma. Ils font aussi du sport. Ils aiment beaucoup marcher, faire des randonnées, de la nature, avec des clubs ou en famille. On marche partout, à la campagne, à la montagne, au bord de la mer. Les hommes font du vélo, du jogging. Les femmes préfèrent la gymnastique, la danse. Beaucoup d'enfants sont aussi très occupés, très occupés. Après les camps ou le mercredi à l'après-midi, ils font souvent du sport ou de la musique. Quand ils ne sortent pas, les Français aiment faire du bricolage et du jardinage. C'est important d'avoir une maison agréable et confortable. La deuxième écoute. Les Français et leurs loisirs. Aujourd'hui, les Français ont beaucoup de temps libre. Comment l'utilisent-ils? Ils sortent, ils vont chez des amis, au restaurant, au cinéma. Ils font aussi du sport. Ils aiment beaucoup marcher, faire des randonnées dans la nature, avec des clubs ou en famille. On marche partout, à la campagne, à la montagne, au bord de la mer. Les hommes font du vélo, du jogging. Les femmes préfèrent la gymnastique, la danse. Beaucoup d'enfants sont aussi très occupés après l'école ou le mercredi après-midi. Ils font souvent du sport ou de la musique. Quand ils ne sortent pas, les Français aiment faire du bricolage et du jardinage. C'est important d'avoir une maison agréable et confortable. Et la troisième écoute. Lisez le texte. Les Français et leurs loisirs. Aujourd'hui, les Français ont beaucoup de temps libre. Comment l'utilisent-ils? Ils sortent, ils vont chez des amis, au restaurant, au cinéma. Ils font aussi du sport, ils aiment beaucoup marcher, faire des randonnées, de la nature, avec des clubs ou en famille. On marche partout, à la campagne, à la montagne, au bord de la mer. Les hommes font du vélo, du jogging, les femmes préfèrent la gymnastique, la danse. Beaucoup d'enfants sont aussi très occupés après l'école ou le mercredi après-midi. Ils font souvent du sport ou de la musique. Quand ils ne sortent pas, les Français aiment faire du bricolage et du jardinage. C'est important d'avoir une maison agréable et confortable. Các bạn hãy cố gắng đọc lại bài text này, đọc lại theo mình đọc chậm thì các bạn cũng đọc chậm, mình đọc nhanh các bạn cũng đọc nhanh, và các bạn hãy pause cần thiết để các bạn nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại nhiều lần sẽ giúp các bạn quen với mặt chữ và quen với cách đọc tiếng Pháp, và sau này các bạn không phải gọi là người ta gọi trêu đùa nhau là Việt sắc tiếng Pháp nữa. Ví dụ Lê Phong xe e lơ khở loa dìa, các sĩ ghi là lời Lê Phong Phong xe xe e lơ khở loa dìa đó, nhưng chúng ta sẽ phải đọc nó gọi là xanh một chút, đó là Lê Phong xe e lơ khở loa dìa. Vậy bài học lần tới chúng ta tiếp tục tìm hiểu, và bắt đầu từ các bài học lần tới ta sẽ có phần tester. Phần tester sẽ giúp các bạn
luyện nói tiếng Pháp hay bắt chước tiếng Pháp theo mình. Và bài text lần tới của chúng ta đó là về chủ đề invité. Ồ, khá nhiều text đó. Chủ đề lần tới của chúng ta tiếp tục unité A với leçon 3, đó là invité, mời. Et maintenant, bon courage pour apprendre le français. Au revoir, à la prochaine.